Nga tố NATO cố dùng máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Nga. Các máy bay không người lái của NATO được cho là đã bay gần khu vực Pskov, nằm dọc biên giới của Nga với Estonia và Latvia. Thống đốc vùng Pskov của Nga, ông Mikhail Vedenikov tuyên bố rằng các máy bay không người lái của NATO đã cố gắng vượt qua biên giới vùng Pskov của Nga liên tục bắt đầu từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và cho đến ngày nay vẫn tiếp tục tìm cách xâm nhập vào nước này. Chúng tôi chưa bao giờ đưa tin rộng rãi về vấn đề này, nhưng thực tế đã có những lần máy bay không người lái quân sự và các máy bay không người lái khác cố vượt qua biên giới một cách bất hợp pháp, ông Vedenikov nói. Những sự việc như vậy đã bùng phát ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Hiện giờ có thể thấy rõ mọi thứ đã trở nên trầm trọng hơn, vị quan chức Nga nói thêm. Vùng Pskov nằm dọc biên giới của Nga với Estonia, Latvia và Belarus. Estonia và Latvia đều là thành viên NATO. Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra chưa đầy một tuần sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Crimea. Trước đó, Nga tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã nhắm vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea mà Nga đã xâm nhập vào năm 2014 bằng hai cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái. Vào cuối tháng 10, hai trực thăng tấn công Ka-52 của Nga cũng đã bị phá hủy trong một vụ nổ tại căn cứ không quân Ostrov ở vùng Pskov, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine. Vụ nổ được cho là do những kẻ phá hoại đã đặt chất nổ gần trực thăng. Chiến sự Nga-Ukraine 27 tháng 11, hầu hết các nước NATO cạn kiệt khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Hầu hết các nước NATO cạn kiệt khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine, quân đội Nga đẩy lùi các cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine trên nhiều hướng. Thông tin chiến sự, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26 tháng 11 cho biết, phòng không Nga đã phá hủy 4 tên lửa HIMARS và 3 UAV ở khu vực Kherson. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 UAV ở khu vực Chermoni-Chaban thuộc Kherson ngày qua. Ngoài ra, 4 tên lửa cho HIMARS cũng đã bị đánh chặn trong khu vực Miroi. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, phía Nga cho biết nước này đã phá hủy 2 hệ thống pháo phản lực GRAS của Ukraine tại khu vực Kharkov, đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Donetsk. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã gây tổn thất cho 70 binh lính Ukraine, cũng như phá hủy 7 xe tăng và 2 xe bọc thép của đối phương. Thị trưởng Boris Fiatov của thành phố Dnipro bên sông Dnipr ở miền trung Ukraine ngay sau tháng 11 cho hay khu vực này đã trúng đòn tấn công của quân Nga. Dù cơ sở hạ tầng chưa bị hư hại, tình trạng cúp điện đã diễn ra ở một số nơi. Cùng ngày, TASS dẫn nguồn tin cho biết quân Ukraine đã khai hỏa tổng cộng 12 quả siêu lựu pháo do các nước NATO viện trợ vào thành phố Stavoy thuộc tỉnh Lugansk. Chưa rõ thông tin những tổn thất về người tại đây. Quân đội Nga đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine trong ngày qua. Ông Valentin Trinchesko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Dnipropetrovsk của Ukraine cho biết, một trận tập kích tên lửa dữ dội đã được quân đội Nga tiến hành nhằm vào thành phố Dnipro trong trưa ngày 26 tháng 11, theo giờ địa phương. 13 người đã bị thương sau trận tập kích tên lửa của Nga vào thành phố Dnipro. 4 người trong số họ đã phải nhập viện, trong đó có một nam thanh niên 17 tuổi. Ông Trinchesko đồng thời cáo buộc tên lửa Nga đã bắn trúng một khu dân cư, khiến ít nhất 7 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Cũng trong ngày 26 tháng 11, quân đội Nga đã tổ chức nhiều đợt tấn công dữ dội vào chốt phòng ngự của Ukraine tại các mặt trận Zanolivka, Soledar, Bakhmutske, Bakhmut, Otini, Petromeske, Krasnoyarsk và Nevelske ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Bên cạnh đó, lực lượng pháo binh và không quân Nga cũng đã tiến hành 11 vụ tập kích tên lửa, 7 vụ không kích và hơn 50 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào các mục tiêu của Ukraine ở Kharkov, Donetsk và Zaporizhia. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định các đợt tấn công của quân đội Nga đã bị các lực lượng phòng thủ thân Kiev ngăn chặn. Giới chức quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố đã gây thiệt hại lớn cho Nga tại khu vực Donbass. Một số diễn biến liên quan. Theo giới chức Mỹ và những nguồn thạo tin, 1/3 trong số 350 lựu pháo được phương Tây gửi cho Ukraine đã bị loại khỏi chiến sự trong thời điểm. Số vũ khí này bị hỏng vì sử dụng quá nhiều hoặc bị hư hại trong quá trình tham chiến và không thể sửa chữa tại chỗ. Việc bảo trì số vũ khí này trở thành ưu tiên của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ vào Lầu Năm Góc buộc phải thiết lập cơ sở sửa chữa ở Ba Lan. Việc bảo trì ở Ba Lan chủ yếu là thay nòng pháo. Việc thay mới nòng pháo với chiều dài lên đến 6 mét và trọng lượng hơn cả tấn, nằm ngoài năng lực của các binh sĩ trên tiền tuyến. Tuy nhiên, giới chức Ukraine muốn Lầu Năm Góc di rời các cơ sở này đến gần tiền tuyến để lượng pháo nhanh chóng được quay trở về đơn vị. Hầu hết các nước NATO đã cạn kiệt khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine. New York Times dẫn lời đại diện của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cho hay, 2/3 các nước NATO đã cạn kiệt tiềm lực trong vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Theo đó, kho dự trữ của 20 trong số 30 quốc gia NATO gần như bằng không, nhưng với 10 thành viên còn lại của Liên minh vẫn có khả năng tiếp tục giao vũ khí, trong khi đó bao gồm Pháp, Đức, Italia và Hà Lan. New York Times lưu ý Ba Lan và các nước Baltic có tình hình đặc biệt khó khăn với kho dự trữ vũ khí. Theo New York Times, nhìn chung, các nước NATO đã chuyển giao vũ khí trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine, tương đương với ngân sách quân sự hàng năm của Pháp. Ukraine khởi động kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại Kiev cùng các nước đồng minh ngày 27 tháng 11 nhằm khởi động kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc trị giá 150 triệu USD cho các quốc gia dễ bị tổn thương bởi nạn đói và hạn hán. Ông Zelensky nói sáng kiến ngũ cốc từ Nga đã chứng minh an ninh lương thực toàn cầu không chỉ là những lời hứa suông đối với Kiev. Kiev đã huy động được 150 triệu USD từ hơn 20 quốc gia và Liên minh châu Âu EU để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước bao gồm Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen. Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự trực tiếp của Thủ tướng Bỉ, Ba Lan và Lithuania và có Tổng thống Hungary, Tổng thống Đức và Pháp và người đứng đầu Ủy ban châu Âu đã có bài phát biểu qua video. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rotech đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chủ quyền công nghệ của Nga, nhưng cần sử dụng kinh nghiệm thực chiến trong việc chống lại vũ khí phương Tây ở Ukraine để cải thiện các hệ thống vũ khí nội địa. Theo Putin, nhiệm vụ số 1 lúc này là làm mọi thứ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội, đặc biệt là các đơn vị được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông Putin cho rằng quyết định thành lập một đầu tàu công nghiệp hùng mạnh năm 2017 là hoàn toàn hợp lý. Rotech hiện bao gồm khoảng 700 công ty con, sử dụng hơn 450.000 người. NATO tập trận tại vùng tử huyệt sát Nga. Liên minh quân sự NATO điều lực lượng tới tập trận ở hành lang Suwalki, phía bắc Ba Lan, khu vực quan trọng chiến lược với an ninh của khối ở sườn phía đông. Reuters đưa tin lực lượng NATO ngày 25 tháng 11 đã tổ chức tập trận ở hành lang Suwalki. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho hay cuộc tập trận Tumak 22 có sự tham gia của 2.000 binh sĩ thuộc các lực lượng trên bộ và trên không. NATO cũng điều động 1.000 thiết bị quân sự chiến đấu và hậu cần. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, trong cuộc tập trận này có các bài tập được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và quan sát của chúng tôi về chiến sự Ukraine. Chúng tôi biết những phương pháp mà Nga sử dụng và phương pháp phòng thủ nào là hiệu quả. Cuộc tập trận bao gồm thực hành vượt hồ và hạ cánh máy bay. Tiếng nổ vang lên ở hồ Kepno gần làng Klusi. Đại tá Thomas Biezas cho biết, những gì xảy ra hôm nay tại hồ Kepno là một phần trong cuộc tập trận lớn hơn đã diễn ra trong vài tuần qua. Hành lang Suwalki thuộc Ba Lan dài khoảng 65 km, chạy dọc biên giới Litva-Ba Lan. Đây được xem là một tử huyệt của khối NATO vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, trong khi đầu còn lại giáp với Belarus, đồng minh của Moscow. Tại Kaliningrad, Nga đã triển khai dàn khí tài quân sự mạnh mẽ, bao gồm hệ thống phòng không S-400 hiện đại, tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander. Hành lang Suwalki nằm gọn trong khu vực đặt hệ thống phòng thủ trên không của Nga đặt tại Kaliningrad. Vì vậy, NATO coi Suwalki là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trong kịch bản xung đột nổ ra giữa Nga và khối liên minh. NATO lo ngại trong kịch bản Nga kiểm soát được Suwalki, Moscow có thể cô lập hoàn toàn các nước Baltic khỏi phần còn lại của NATO. Ba Lan đã tăng cường lực lượng vũ trang trong thời gian qua, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Warsaw có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội GDP.